Và các bạn, hôm nay tôi xin chia sẻ với tất cả quý vị và các bạn về đường thoát nước ngưng của hệ thống điều hòa không khí VNV. Đây là đường ống nước ngưng được đấu với bơm được đặt phía trong FCU và hút nước ngưng từ phía trong FCU đẩy qua cổ bơm và đi ra đường ống nước ngưng. Chúng ta đấu nối bên ngoài phía cổ bệ nước của đường ống nước ngưng được đấu tối thiểu là 15 cm và tối đa là 40 cm. Phía đây là đường xả đáy của đường ống nước ngưng. Đường ống nước ngưng của chúng tôi ở đây được sử dụng là đường ống có tiết diện là P27 và được bọc bảo ôn cách nhiệt, có tiết diện đường kính dày là 10 mm, khoảng cách giữa các ti treo với nhau là tối thiểu là 1,2 m và tối đa là 1,5 m. Nỗ thông hơi của đường ống, khoảng cách nỗ thông hơi cứ 3 m là chúng ta phải đặt một nỗ thông hơi để đường ống có thể thoát. Khi chúng ta kết nối đường ống nước, chúng ta phải tính toán độ dốc của đường ống tối thiểu chúng ta là 1%, còn tối đa của chúng ta nó tùy theo chiều dài đường ống nước thì chúng ta tính toán. Khi chúng ta kết nối toàn bộ đường ống của tổ máy hay cả một sàn nhà vào một đường ống trục chính của tầng và rồi đi vào trong một đường trục chính của toàn bộ hệ thống, đường ống của trục chính của toàn bộ hệ thống ở đây được kết nối là đường ống phi 110 và được đai ôm chặt khoảng cách giữa đai của đường ống trục chính, đai nọ với đai kia khoảng cách là 1/2 m, bọc bởi các bảo vệ bởi các đường ống thoát nước. Chúng ta sẽ cắt ra và đai chặt lại cho đường ống đỡ rung hay là rung nắp làm ảnh hưởng đến hệ thống. Tôi vừa chia sẻ với tất cả quý vị và các bạn về đường thoát nước ngưng của hệ thống điều hòa không khí âm trần VNV.